Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả mọi người một sản phẩm kính Ray-Ban Wayfarer 2410. Chắc hẳn các bạn đều đã nghe đến cái kính dòng Wayfarer của Ray-Ban này. Và đây chính là hộp của nó. Và khi mua hàng tại Kính Mắt Pro thì các bạn sẽ gồm một hộp như thế này nhé. Bên trong sẽ gồm đầy đủ là khăn lau và thẻ của Ray-Ban. Ok. Và bây giờ mình xin mở cái hộp ra để giới thiệu với tất cả các bạn cái sản phẩm kính Ray-Ban Wayfarer mà Kính Mắt Pro của chúng mình đang phân phối nhé. Và chúng ta sẽ có một bao da, một quyển sách gì đó, một khăn lau Ray-Ban và cũng là một quyển sách nữa. Ok, mấy cái phụ tùng này mình xin để và đóng hộp lại. Và đi đến nhân vật chính của chúng ta, đó là chiếc kính Ray-Ban Wayfarer 2410. Vâng, ở đây chính là nó. Thì trước tiên thì đây là dòng Ray-Ban P nhé. Và đây chính là dòng mắt phân cực. Mắt kính này được làm bằng thủy tinh. Và phân cực và bọn mình đã test qua miếng phân cực. Về chất liệu thì kính được làm hoàn toàn bằng nhựa, cực kỳ chắc chắn, nhựa đặc, đúc nguyên khối. Đây là hình dáng của kính nhé. Ở phía bên hai càng kính thì có chữ logo của Ray-Ban dập nổi màu bạc. Ở trước mặt kính thì điểm ở hai bên này là hai cái đốm bạc. Về phía bên trong của kính thì ở phía bên trái là có chữ RB2410. Cỡ size của kính này là 54-18. Càng phải có dòng chữ Wayfarer, handmade in Italy, Polaroid, phân cực đấy. Và ở phía bên trong của kính có khắc chìm logo RB ở trên mắt. Ở trong bên này, trong bên trái của tay mình lúc này đang là có chữ Ray-Ban P. Và bên phải có khắc logo RB khắc chìm trong mắt kính. Ok, về chấu, về liên kết giữa cái càng kính và cái thân kính là một chấu bằng thép không gỉ, gồm có, mình đếm nha, 3 chấu liên kết cực kỳ chắc chắn. 3 chấu nha các bạn. Một chiếc kính tốt sẽ có 3 chấu. Nếu các bạn nào mua phải kính mà không phải 3 chấu thì chắc chắn kính đó không phải là kính tốt đâu. Kính này rất tốt, đeo cực kỳ trong mắt và chân thực. Ở phía cái càng của kính này, bên trong là có loại thép không gỉ nhé. Đây, khi các bạn gấp càng lại sẽ nhìn thấy thép không gỉ, lõi thép không gỉ của càng kính. Mình xin nhắc lại là mẫu kính này là đang có size 54-18, thuộc dạng một dòng Wayfarer có cỡ này cho khuôn mặt lớn đấy. Khuôn mặt lớn sẽ đeo kính này rất là đẹp và đi chơi các thứ rất là đẹp. Thì bên mình đang có hai màu, đó là một màu đen như thế này và một màu đổi mồi. Thì các bạn đợi mình một xíu để mình lấy cái mẫu màu đổi mồi nhé, để cho các bạn xem nhé. Vâng, và mình đây là mình đã tìm được màu đổi mồi và đây chính là màu đổi mồi nhé. Đấy. Về đặc điểm thì nó y hệt như cái màu đen lúc nãy mình đang giới thiệu. Chỉ có điều là cái màu sắc của cái vật nhựa làm nên cái kính này là nó thành màu đổi mồi. Đây các bạn nhìn rõ cái lõi thép của nó này, lõi thép nó chạy bên trong này. Nhìn rõ luôn. Vì cái kính này là một phần nó có những cái chỗ đổi mồi trong này là mình đã nhìn rõ được cái phần bên trong của nó. Vâng, để đặt hàng và mua hàng thì các bạn hãy kéo xuống phần mô tả của video, là mình đã để sẵn cái link Shopee của shop mình để các bạn đi tới đặt hàng. Và khi nhận sản phẩm thì các bạn hoàn toàn sẽ nhận được một sản phẩm y hệt như cái video mình đang quay. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào.